Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn Và video của ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với chiếc âm ly Lukman L80V Một sản phẩm phải nói là cái chất âm của nó rất ổn, rất rất ổn Không biết phải dùng cái ngôn từ gì cho cái chất âm của cái con này nó nó, 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 nó phát ra Đây là một sản phẩm âm ly của Nhật Và nó phải dùng cái từ là chuyên trị những cặp loa JBL Mặc dù loa rất to luôn, JBL bát 30 100 cm chẳng hạn gặp em nó thì tắt điện với thiết kế thì uh, đây nó có cái vỏ gỗ kia nữa nhá nút tép này nút bát này và đây là cái giải của tép và giải của bát đây là cái phần cắt giải đây là nút ba lăng kênh volume to nhỏ có một cái đèn mắc quắt là quắc ở chỗ này thôi rất đẹp tí nữa cắm điện anh em sẽ biết và lau lướt của thằng này nó rất, rất 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 hay luôn là thằng này nó lau lướt nó chia làm hai loại đây, luồng này, hay còn gọi là luồng Lau lớt, ấn xuống dưới là chỉ có lau lướt của phần trầm Còn nếu như gạt lên bên trên Thì nó có cả, cả trầm và cả tép Đấy, nó rất hay ở cái điểm đó Một cái sự uh, gọi là Riêng biệt chỉ nó có Dành cho những người chơi Có thể uh, nhiều kiểu Âm sắc lau lớt, nhiều, ít Bát hay là tép Đấy, và phần mỉ Vì mạch bên trong thì cái dòng này thì nó Chạy mạch bằng tay, nên anh em nhìn này Đấy, rất đơn rất đơn giản nhưng mà tính chất hiệu quả của nó cực kỳ cao với cặp suất nách 38 388 và 5 541 cặp suất này là cặp suất sắt của Nhật một cặp suất của hãng nách sản xuất bên này phía nữa với cặp suất này thì cái tiếng chất âm của nó phải nói là ra cực kỳ là trung thực thế chính vì thế mà cặp suất này bây giờ không hề rẻ nếu suất này suất xịn không hề rẻ và em bao cho anh em là zin này, zin từ cái chân này Đấy, zin từ cái chân luôn Đó Thì uh, không giấu gì anh em và quý vị và các bạn Trong thời gian vừa rồi em bán hàng thì cũng gặp rất nhiều khách hàng À từ từ đã, em quay số CD của máy đã Số CD của máy là 3301 Với công suất tiêu thụ là 200W, sử dụng dòng điện 100V Đấy, 100V Các cái cầu dao loa của nó đây ấn vào như này và chúng ta nhét cái rắc mỏ chi rắc dạng như mỏ chim vào đây hoặc dây điện vào đây là ok Cổng a bên trên cổng b bên dưới trở kháng các bọn này nó dao động Đấy, từ 4 đến 16 ôm rất dễ đánh và các cái cổng tín hiệu đầu vào của nó đây aurex toner phono aurex hai máy làm rất đơn giản nó không quá nặng chưa đến chục cân và nó được làm trong cái vỏ gỗ như thế này vỏ gỗ của hãng luôn nhé chứ không phải vỏ gỗ đóng nhé vỏ gỗ đây trong cái vỏ gỗ của nó có cả một cái phần uh, uh, là bạc để chống uh, nhiễu. nhiễu này chống nhiễu này làm rất kỹ với chất liệu gỗ của vỏ gỗ này thì cũng đang là chất liệu gỗ um, plywood đấy Hôm trước nhiều bác cứ bảo cái cái vỏ cái chất liệu gỗ của em làm vỏ nó là không tốt thì cho em xin pháp đính chính với bạn là cái chất liệu gỗ Plywood là một trong số những chất liệu gỗ mà tất cả các hãng lúc JBL và bầu hoặc là nói chung tất cả các vỏ gỗ bãi ngày xưa đều đang sử dụng chất gỗ và Plywood bởi vì nó là dạng gỗ gỗ thịt thái lát và sau đó nó cắt nối lên như này. Anh em nếu như không biết về chất liệu gỗ này có thể lên Google để tra. Đấy, để tra và search cái tính năng của nó. Đấy, đây, gỗ plywood nó như thế này. Đấy. Mấy chục năm rồi nó cũng không 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 bị ảnh hưởng. Đấy. Và em cũng đang sử dụng vào gỗ của bên em bên em bằng chất liệu gỗ như thế này nhá. Ở phần mặt đáy dưới của nó thì có bốn con ốc dùng để bắt giữa vỏ vào với thân. Đây, phần chân bên dưới này. Đấy. Ok, là xuống đi. Để lên chốc cái bàn xoay. Đây là cái tóc nhé Rồi bây giờ thì cho em xin phép được nói một số ý kiến như thế này Trước tiên trước mắt quý vị các bạn Đây là một chiếc âm ly 80V Đấy Và độ zin của nó ruột gan bên trong Thì em là kỹ thuật Thì em khẳng định với quý vị bạn là zin 100% rồi Em bán cho anh em là bao zin 100% nhưng về cái vấn đề ngoại hình thì dù sao chiếc âm đi này nó cũng được sản xuất vào thập niên 80 Đúng không ạ? Và nó cũng sẽ bị uh, những cái điểm gọi là han dỉ một chút xíu do thời gian tạo ra Và cái nắp cái vỏ của nó cũng sẽ có một vài vết xước nho nhỏ Đúng không ạ? Đấy, một vài vết xước nho nhỏ chúng ta xem video từ nãy giờ là chúng ta cũng đã thấy rồi Đấy Và độ đẹp của nó với em là đẹp Như thế này là đẹp rồi, đẹp xuất sắc rồi Đấy còn nếu quý vị các bạn mà muốn đẹp hơn nữa thì em cũng chả biết phải nói nào. Mỗi một sản phẩm em sẽ có một cái giá khác nhau. Và với sản phẩm này thì em sẽ công bố giá tới quý vị các bạn là với mức giá là 16 triệu 500 cho chiếc âm ly này đấy và em nói là đẹp nhưng mà quý vị các bạn như một anh hôm nọ anh ấy nhận hàng của em anh ấy nhận đôi loa anh bảo là loa của em không đẹp mà em dùng từ đẹp thì em đã quay lên video cho anh em xem rồi về cái ngoại hình rồi Em chỉ bao zin cho anh em thôi Thế bây giờ anh em lại bảo là không đẹp Thì vậy cái đẹp ở đây Theo ý của các bác là như nào Và theo em thì nó như thế nào Cái này nó không không thể đặt lên cân để mà cân được Nên chính vì thế mà Riêng chiếc âm này 16 triệu 500 Và độ đẹp của nó là Có video em quay rõ ràng rồi Còn độ zin của nó em thì em cam kết được cho anh em Và chế độ hoạt động của nó thì em bảo hành cho anh em Là 3 tháng Và em bảo hành ở về máy nhá còn va đập vỡ viếc hoặc tất cả những cái bên cạnh bị chập điện hoặc bị nước gì đó đấy là do yếu tố ngọ do yếu tố các bác dùng thì cái đấy em không bảo hành được em chỉ bảo hành về máy thôi đấy là phải nói rõ và với mức giá nó là như vậy chất âm của bọn này thì quá hay rồi đánh JB thì cực kỳ tốt và anh em nếu như mà chung kết được thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0972 192 087 bên em bán hàng có cọc thì sẽ ship COD Cảm ơn em, quý vị, các bạn rất nhiều đã xem vùng ngộ kênh của Phạm Thức Audio.